Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Chucky. Và hôm nay là một ngày đặc biệt. Mình muốn thông báo cả một tin. Thì Yaki và công ty NoChim đã tổ chức ra một cuộc thi, đó là NoChim Got Talent. Mấy hãy nè, đây là ảnh bìa. Thì bạn cảm thấy là bạn mà có khả năng xây map, rồi bạn có thể làm map. Không nhất thiết là phải xây đẹp nha. Bạn làm map có nội dung cốt truyện rõ ràng thì bạn cứ tham gia. Thì ở đây đây là một nơi đăng ký cho các bạn, thì các bạn cứ vào trang của mình nè, mình sẽ để liên ở phía dưới. Sau đó thì bạn là theo yêu cầu của trang là like rồi chia sẻ, rồi bạn ghi đầy đủ thông tin vào đọc nội dung. Nhớ nha, đọc kỹ nội dung, cách thức, giải thưởng và thời gian thi, thể loại map là gì. Rồi khi bạn nhớ đăng ký là không bỏ cuộc, ai bỏ cuộc là mình sẽ phạt. Rồi mình chỉ nói thế thôi. Thì nếu bạn cảm thấy thì mình có năng lực gì đó, bạn muốn xây, bạn muốn PR mình, bản thân mình, bạn muốn lên TV á, thì hãy làm. Trong tuần này là từ bây giờ cho đến cuối tuần là khoảng ngày 6 tháng 3 năm 2016. Là trong thời gian đó các bạn hãy lo xây dựng map đi. Rồi xong rồi tuần sau là khoảng ngày 7 tháng 3 năm 2016. Thì mình sẽ bắt đầu cùng với hai thằng giám khảo là GB và Cò sẽ chấm điểm quay map của các bạn và chấm điểm. Thì ở cuộc thi sẽ lựa ra 3 người, nghĩa là 3 vị giám khảo sẽ lựa ra 3 người xong trận đấu với nhau chung kết. Thì giải thưởng sẽ là một cái free Minecraft rất là ngon chim với các bạn. Ok, hy vọng là các bạn sẽ tham gia cuộc thi này với mình.